Chào các bác, hôm nay bên em sẽ tổng hợp tất cả những cái mẫu lồng mà bên em làm ra và để gửi tới các bác trên cả nước. Thì các bác theo dõi kỹ cái video này, từng kích cỡ lồng nhá. Đầu tiên là cái lồng bẫy chuột thì em cũng nói giá luôn để các bác có tham khảo, 40.000 đồng một chiếc. Đấy, như các bác mà mua nhiều cái lồng này đấy thì bên em sẽ bao ship giá tốt nhất nhá. Đấy, cái lồng này để bẫy chuột này, có bác thì sử dụng 10 cái, có bác thì sử dụng 20 cái, rất chi là hiệu quả và cái độ chắc chắn của nó thì lại vô cùng. Cái này thì các bác dùng mãi nhá, chẳng bao giờ lo hỏng. Đấy thì cái cách cài lồng này thì chỉ cần các bác mua về có nhìn cái là biết ngay. Cách của nó rất chi là dễ. Đây này, các bác bẻ ngược ở đây. Đó là hai cái lò xo đằng trước cửa nhá. Cài về đằng sau như thế này. Đấy, như thế này là đã xong nhá. Và cài mồi phần trong này con chuột nó chỉ vào nó cắn nhẹ cái thôi là sẽ sập. Thì rất chi là dễ sử dụng các bác. Đấy. Và khi đã sập này rồi thì không con nào có thể ra được nữa. Cái này thì nó có một cái cấu tạo rất chi là chắc riêng. Đấy, thì đây là cái bẫy lồng chuột nha các bác nhá. Mắt xích, dập mắt xích. Và tiếp theo một cái mẫu lồng nữa là cái mẫu lồng cỡ nhỏ. Cái này thì dành cho các bác đánh sóc nhá. Đánh sóc, đánh chồn được rồi. Đấy, nhưng mà cái này thì từ cái này thì cái kiểu dáng của nó cũng như cái này thôi. Nó không có then ở trước cửa đây này các bác này. Cái này thì kích cỡ nó to hơn nhá. Chỉ cần bẻ ngược ra đằng sau như thế này thôi. Đấy, đây kích cỡ to hơn này. Rất chỉ là dễ sử dụng nhá. Cái này thì nó sang cái dòng khác này nhá. Và tiếp theo đến dòng để cho các bác đi săn được mèo rừng rồi thì các bác sẽ chuyển sang cái lồng cỡ 45-25 hoặc là 45-23. Như cái lồng này là 40-23 này. 40-23 này là cũng khá to rồi đấy, cũng đánh được con 2 kg rồi đấy. Thường là cái này thì em hay bán cho các bác là các bác đi bẫy chồn, bẫy chồn 2-3 cân. Rất chỉ là hiệu quả cái lồng này nhá. Cái lồng này thì bên em sẽ có là như các bác nhìn là 5 kích cỡ. Một cái cỡ này là nhỏ nhất, nhưng mà riêng cái cỡ nhỏ nhất này nó không có then trước cửa này. Còn từ cái dòng này thì nó có then nhá. Đây, sẽ có then ở đây. Đấy, thì đây là cái 45-25. Với tất cả những cái kích cỡ lồng này thì bên em nhận bao ship toàn quốc nhá. Khi các bác mà đã mua sẽ bao ship các bác này. Và tiếp theo cái mẫu lồng 50-30 là cái mẫu phổ thông đang được các bác sử dụng để đi đánh mèo rừng, cầy đánh cáo, đánh chồn. Đặc điểm của những cái lồng này rất chỉ là hay, khi các bác đánh thì nó sẽ không bị sát thương. Và với những cái mẫu lồng này thì nó vô cùng là tiện, chứ không phải là các bác chỉ dùng để bẫy. Ngoài cái việc bẫy thì các bác có thể nuôi tất cả các con ở trong này nhé. Nuôi chim, nuôi con chồn hoặc là những cái con mà các bác đi săn được có thể nuôi trực tiếp luôn ở trong này. Cái cách dương lồng của những cái lồng của bên em thì đều có cái cửa như này. Cái đây là cái then cửa nhé. Đây là cái then cửa này. Cái cửa này thì đồng thời khi mà con mồi mà xuống nó sẽ rơi lên đây. Rơi lên đây là nó chốt chặt này, không con nào có thể ra được. Với cái kích cỡ lồng này là lồng 50-30, là mẫu phổ thông để đánh mèo nhé. Mèo rừng, mèo hoang. Đấy, các bác có thể sử dụng cái kích cỡ lồng này. Cách cài rất là đơn giản. Nếu mà các bác khi đặt lồng của bên em mà chưa biết cách cài thì có thể alo trực tiếp, kết bạn Zalo. Em sẽ hướng dẫn chi tiết các bác cách cài nhé. Đấy. Và tiếp đến thì là một cái mẫu lồng cỡ to nhất. Các bác thấy không? Khi mà nó sập xuống là cái then nó đã rơi lên đây rồi, sẽ chốt chặt con thú ở trong này, không con nào có thể ra được. Đấy, và cái cách mà để đánh được một con to nhá, em sẽ chi tiết với các bác ở cái mẫu bẫy lồng này. Đây là cái mẫu bẫy lồng cỡ to nhất. Đây là cái mẫu bẫy lồng cỡ to nhất nhá. Đều cấu tạo của nó sẽ như nhau hết các bác. Nó sẽ như nhau hết như thế này. Các bác sẽ dương lồng nhé. Ở trong này thì nó có một cái đĩa. Cái đĩa này em nghĩ to hay bé thì nó cũng không quan trọng đâu. Quan trọng nhất là cái cách các bác để sử dụng. Em sẽ lồng lại như này. Này thì nó không đúng vào vị trí, em sẽ cho lại nhé. Cái này thì nó sẽ ở cái vị trí bên này. Đây, em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng cái mẫu lồng to. Đây là cái mẫu cỡ đại. Các bác có thể đánh được con 5-7 cân cái lồng này. Đấy thì nó kích cỡ của nó là 35-60 nhá, rất là to. Đấy thì sẽ cài bẫy như thế này nha các bác nhá. Đây nó có một cái then này. Cái lồng rất là to, đây nó có một cái then này. Các bác sẽ bẻ ngược lại lồng và cài bẫy như thế này. Cài bẫy thì sẽ lồng vào dây này nhá và buộc mồi như thế nào. Buộc mồi thì em sẽ thí nghiệm với một cái miếng mồi như thế này. Sẽ buộc luôn vào dây nha các bác nhá.
sẽ chuẩn bị một cái dây, các bác có thể buộc vào dây dù hoặc là dây thép, dây gì cũng được, cứ bất kể một cái dây là được. Buộc mồi nó vào cái phần đĩa nhé các bác nhé, buộc trực tiếp để khi mà con thú nó mà cắn thì nó sẽ sập bẫy luôn. Đây nhá, em sẽ thử cái mẫu bẫy lồng này, em sẽ buộc nó vào đây nhá. Cái này rất chỉ cẩn thận, nó sập ngay thì giỏi. Sẽ buộc vào đây trước. Các bác sẽ buộc trực tiếp mồi vào trong lồng như thế này.